Xin chào mọi người. Hôm nay Cương, lực trụ mệnh lý Khương Sơn, tiếp tục giới thiệu với mọi người về mà bài tiếp theo là bài số 4. Bài sẽ nói về phương pháp xem mệnh lý bằng đồ thị. Bài này là đây là một cái công trình nghiên cứu được tôi đã nghiên cứu suốt 5 năm trời ha. Sau 12 năm xem mệnh lý bằng phương pháp tứ trụ cũng như là tử vi đủ số, thì xét thấy là hai phương pháp trên cách trình bày để cho người xem hiểu khó, và cái khả năng mà để gọi là tìm ra cái điểm khác biệt của những cái người xem rất là khó, cùng với việc truyền đạt lại cho thế hệ học sau cũng rất là khó. Thì tôi tốn 5 năm để nghiên cứu thì đã nghiên cứu ra được một cái phương pháp xem gọi là phương pháp xem bằng đồ thị ha. Đây là những cái quyển mà tôi đã nghiên cứu từ trong những giai đoạn đầu tiên ha. 5 năm có khoảng 10 cái quyển như vậy. Thì đây là một cái phương pháp mà trong 10 năm tới nó sẽ là tương lai, tại vì nó phù hợp với lại những cái báo cáo về tài chính, những cái dữ liệu về chứng khoán, những cái dữ liệu về thị trường, và cái do cái sự tăng trưởng của cái mức trình độ văn hóa của người dân ấy, thì 10 năm sau cái phương pháp mà giống như hiện tại bây giờ ấy, là tứ trụ với lại tử vi đổ số ấy, thì thế hệ trẻ sẽ không còn hiểu nữa. Thì phương pháp đó là nó phải trình bày qua một cái trung gian. Chẳng hạn như đối với tử vi đổ số thì phải trình bày thông qua các cái sao. Đối với phương pháp tứ trụ thì phải trình bày thông qua các cái trụ, các cái vận, các cái thời điểm và các cái sao. Tức là phải đi qua một cái cầu nối. Xong rồi người xem mới hiểu được. Còn phương pháp đồ thị là nhìn vào cái đồ thị có thể giúp cho cái người xem nhận diện thông qua hình ảnh, tại vì cái việc nhận diện qua hình ảnh và màu sắc sẽ giúp cho người xem dễ hiểu hơn rất là nhiều so với việc là phải đọc từng chữ. Đọc thì nó sẽ bị vướng bởi ngữ nghĩa, còn hình ảnh thì dù cho một cái người biết chữ hay không biết chữ, ngôn ngữ gì đi nữa, người ta cũng sẽ hiểu. Ví dụ như mình vẽ một cái hình cái cây đi, thì dù cho cái người mà có biết chữ hay không biết chữ gì, người ta cũng biết đây là cái cây hết. Nhưng mà khi mình ghi một cái chữ cây á, thì người nào biết tiếng Việt thì người ta mới biết. Biết tiếng Việt mà phải có cái trình độ. Thì phương pháp đồ thị là một cái sự rút ngắn. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày lại cái phương pháp này, nhưng mà nguồn gốc nữa của nó là nó vẫn được xây dựng dựa trên bảng 60 hoa giáp ha. 60 hoa giáp và âm dương ngũ hành, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Thì trong cái bài này tôi sẽ trình bày lại về cái 60 hoa giáp. 60 hoa giáp là bắt đầu từ được sự kết hợp từ 10 can. Cái này đã nói rất là nhiều lần. 10 can và 12 chi sẽ tạo nên cái bảng gọi là 60 hoa giáp. Thì nó bắt đầu từ Giáp Tý. Giáp Tý và cho tới nước theo thứ tự Ất Sửu. Thứ tự tăng dần cái này. Nếu mà mình đặt giáp là 1 thì là 1 2 4 5 6 7 8 9 10, bên đây từ 1 cho tới 12, và nó lặp lại 5 lần sẽ hình thành lên cái bảng này. 2 3 3 là Bính Dần. Đinh Mão. Thì bên đây giáp Ất Bính Đinh nó chạy từ 1 2 4 5 6 7 8 9 10, thì bên đây từ Tý cho đến gọi là Hợi á, thì nó sẽ chạy từ 1 cho đến 12. Thì các bạn lập ra cái bảng này rất là dễ. Và đến cái 59 á là Nhâm Tuất. Và 60 á là Quý Hợi.
Thì trong cái video clip này tôi sẽ trình bày cái chủ yếu là cho mọi người hiểu được cái phương pháp đồ thị này và có thể tự lập, tự đoán được cái vận mệnh của mình trong hiện quá khứ và trong tương lai và trong hiện tại là như thế nào bằng một cách đơn giản nhất đối với một người không biết gì luôn. Nếu bạn không biết gì hết thì các bạn cần á, một là phải có cái bảng 60 hoa giáp. Cái bảng này trên mạng rất là có, bất cứ ở đâu cũng có hết. Đây là một cái bảng rất là quan trọng, bất cứ ở đâu có hết. Còn cái quyển ẩn số lục hợp hoa giáp nó sẽ nói sâu hơn là 60 hoa giáp này. 60 hoa giáp này người xưa lập lên là gọi là định tính ha. 60 hoa giáp thì mỗi một cái hai giáp nó tương ứng với một cái ngũ hành. Ngũ hành thì các bạn chỉ cần biết hoa giáp gì, ngũ hành gì. Ngũ hành chẳng hạn như giáp tý là kim đi, ất sửu cũng là kim đi, bính dần là hỏa. Thì đầu tiên là các bạn chỉ cần biết cái này thôi, và kế đến nữa là cần biết thêm cái nữa là cái nó thuộc vào cái năm nào, năm nào. Giả sử như giáp tý là năm 1984, 84 hay mình cộng thêm 60 năm nữa là năm 2044. Thì cái này là 1985, 1986, 1987. Thì các bạn cứ tiếp tìm đến cho mình. Như cái này là 1982 ha, 1983. Thì sẽ nói cái từ năm 83 cho tới năm hiện tại. Ví dụ như là năm 2021 đi, 2021 thì nó sẽ là năm Tân Sửu. Còn sau này sẽ chỉ cho mọi người cái cách là học thuộc lòng cái này luôn, học thuộc lòng cái bảng này, học thuộc lòng cái ngũ hành này, học thuộc lòng cái này bằng cái mẹo ha. Mẹo rồi thì hôm nay là chỉ trình bày cho mọi người cái bảng này coi như là đã biết. Còn cái bảng này nó được cấu thành từ như thế nào, hình thành như sao thì sẽ có một vài cái video clip hướng dẫn. Rồi khi các bạn đã có được cái bảng này rồi ha, tiếp theo á, là tôi sẽ hướng dẫn chỉ cần biết mỗi cái bảng này thôi là có thể lập được cái đồ thị này và biết được tương lai của mình. Rất đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Còn hôm nay tôi trình bày đây là dạng là đã biết ha. Thì bây giờ để lập đồ thị, thì giờ lập đồ thị cho một cái người chỉ giờ chỉ đầu tiên là chỉ nói về cái năm sinh thôi. Như một người sinh năm 2000, 2000 năm này là năm Canh Thìn, lúc nào các bạn cũng phải biết nó là cái hoa giáp gì nè. Cái này là hoa giáp nè, năm nè, mình nhớ này là hoa giáp. Xong mình tới đến đó là ngũ hành. Ngũ hành của cái này là kim. Kim ha. Rồi giờ đối với cái người này thì cái lập cái đồ thị của họ cho tới trong vòng giả sử như 30 năm đi, 30 năm ha. Thì các bạn lập được 30 năm thì các bạn sẽ lập được trong 60 năm, 90 năm, 100 năm, 200 năm gì cũng được hết. Rồi nào các bạn cũng sẽ có hai cái trục ha, hai cái trục. Trục này tôi làm màu đỏ đi ha, hai cái trục. Cái trục này á, là được gọi là trục ngũ hành. Trục này là trục ngũ hành ha, ngũ hành. Rồi thì bây giờ bạn là mạng kim. Đây đây, Canh Thìn. Canh Thìn là mạng kim ha. Kim thì bạn sẽ lấy một cái mốc ở giữa là kim. Chủ đề nó là kim. Bây giờ ở trên của kim cái gì sinh ra kim? Cái này là tùy theo người đặt ha, thổ. Ở trên của thổ nữa sẽ là hỏa. Thì các bạn cứ lập theo thứ tự tương sinh thì sau này dễ nhớ, còn không á, lập theo thứ tự
bất cứ thứ tự nào cũng được. Xong ở dưới này là thủy, thủy nữa là mộc. Thì mộc là thấp nhất, xong rồi tới thủy, kim, hỏa. Rồi các bạn sẽ có về ba cái đường mô phỏng này. Giờ cái rồi cái trục này đó là trục năm, trục năm ha. Trục năm thì các bạn phải chia ra quá khứ và tương lai và hiện tại. Bây giờ cứ vẽ một cái đường bất kỳ, như cái này là mình là 30 năm thì mình sẽ vẽ như cái đoạn này, là nguyên cái đoạn này sẽ chia 30 đi, thì ở đây sẽ là 20. Thì ở đây là năm hiện tại, hiện tại thì các bạn, hiện tại của các bạn là năm 2021 ha. Thì từ đây, đây là năm bắt đầu 2000 ha. Rồi cái này là hiện tại là đường màu trắng ha. Giờ bắt đầu là làm sao, giờ bắt đầu là năm 2001, nguyên một cái đoạn này là 20 thì ở đây nó sẽ là 10 ha. Ở đây sẽ là 5, ở đây sẽ là 5, ở đây là 5, 5 ha. Thì 2005 là 2005 nè, 05 đây, 2010 này, 2015 ha, đây 2026 này là 2031. Thì sẽ lập giả sử cho một cái trong vòng 30 năm. Rồi bây giờ năm 2020 á, là năm kim ha. Năm kim thì các bạn cứ đánh dấu là nó sẽ khởi đầu từ đây. Kim là cột màu vàng ha. Thử như mình quy ước kim là màu trắng đi. Kim là màu trắng thì các bạn sẽ vẽ xuống một cái đường màu trắng. À, giờ cái đoạn này các bạn cứ chia ra làm 5 đoạn. 1, 2000, 1, 2, 3, 4. Thêm một đoạn nữa ha. Đây, 5 đoạn. Thì ở đây là năm 2001, năm 2001 ha. Năm này là 02, này là 03, này là 04. Đây viết tắt cho mọi người hiểu ha. 05 không tới 06, 07, 08, rồi 09 ha. 10, 11, 12, 13. Các bạn chịu khó kiên nhẫn chút ha. 14, này 16, 17, 18 ha. Vậy là cái này là 2020 thôi. Này là 19, này 20 ha. Thì cái trục hiện tại các bạn sẽ dời qua một ô đi cho nó. Thì cái này là 21 ha. Rồi 22, 23, 24 ha. Rồi 25, này là 26, 27, 28, 29 ha. Này 30. Rồi 30 rất đơn giản ha. Bây giờ cái việc tiếp theo là các bạn điền cái năm nào nó là thuộc cái ngũ hành nào. Giả sử như năm 2021, 2000 là năm kim, năm kim là màu trắng ha. Thì nguyên cái đoạn này nè ha, cái đoạn này, cái ô này nó sẽ là kim, nó là màu trắng ha. Rồi kế tới 2001 cũng là năm kim luôn. Thì giờ mình giả sử như mình không biết hai cái này nó như thế nào thì mình cứ đánh dấu nó là kim hết. Rồi 2002 là năm gì? Cái này là Canh Thìn, xong rồi tới Tân Tỵ, Tân Tỵ xong tới Nhâm Ngọ. Nhâm Ngọ thì các bạn chỉ cần lấy cái quyển sách này lật ra và coi Nhâm Ngọ nó nằm ở đâu ha. Chẳng hạn như lật ra 2002, tôi coi ở trong đây 2002 nó nằm ở trang mấy. Rồi 202 là trang 44 ha. Trang 44 là Nhâm Ngọ, Nhâm Ngọ là mộc.
một ha, các bạn cứ cần có một cái quyển này. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn không có cái quyển này á, thì các bạn lên mạng tìm cái lục thập hoa giáp là sẽ ra. Rồi cái này là mộc, mộc thì tôi lấy là màu xanh, vậy coi mộc nó nằm đâu. Mộc nằm ở đây ha, vậy đây là năm mộc, màu xanh. 2003, hai năm giống nhau thì ngũ hành giống nhau, cũng là mộc luôn. Rồi tiếp đến là 2004, 2005 là năm Nhâm Quý Giáp Thân Ất Dậu, nó là năm Thủy. Năm Thủy thì các bạn thấy à, Thủy thì màu xanh đi, hay màu xanh này thì Thủy nó nằm ở cái đường này ha, các bạn cắt ngang qua sẽ được là Thủy. Rồi 2004, 2005 giống nhau, có Thủy. 2006 là năm Thổ à, năm Thổ, Thổ là màu vàng đi ha. Phương pháp này á, sẽ giúp cho các bạn là dễ nhận diện vừa theo màu mà vừa theo. Rồi đây cũng tương tự ha. Rồi tới 2008, 2009 là Mậu Tý Kỷ Sửu, đó là năm Hỏa. Năm Hỏa thì các bạn sẽ đây, Hỏa nằm ở trên đây, đây là năm Hỏa. À, 2010, 2011 là năm Mộc. À, năm Mộc thì nó sẽ rớt xuống đây. Rồi. Rồi, 2012, 2013 là năm Thủy. Thủy thì Thủy nó sẽ tăng lên lại ha. Và các bạn chỉ cần vẽ cái này trong trong 60 năm thì sẽ thấy được cái dòng thời gian á, mỗi năm á, nó thay đổi là như thế nào. Rồi 14, 15 là năm Kim. Năm Kim ha. Kim là làm đường đây đây. Đây năm Kim. Rồi 16, 17 là năm Hỏa. Hỏa ha. Tại sao tôi nhớ như vậy? Là vì tôi làm nhiều năm quá rồi. À, hỏa là cột cao nhất. Cái này tùy theo người ha, có người hỏa nó không phải là cột cao nhất, tùy theo người thì cái này nó mới sinh ra cái đồ thị là khác nhau. À, vậy là à, cái này là đồ thị dạng cột. 2018, 19, 2018, 19 là năm Mộc, Bình Địa Mộc, Bình Địa Mộc. Rồi 2020 là năm Thổ. Thổ ha, Thổ là nghĩa này. 2020, 2021 là Thổ. À, các bạn luôn nhớ cái đường này là cái đường để ngăn cách giữa quá khứ và tương lai ha. Rồi 2020, 21, 22, 23. 2223 là năm Nhâm Dần Quý Mão, là năm Kim. Năm Kim ha. Năm Kim thì nó sẽ thụt xuống đây. Rồi các bạn thấy ha, nó sẽ ra được cái đồ thị. Và mình sẽ biết được khi nào là mình tốt, mình xấu. 24, 25 là năm Hỏa. Năm Hỏa ha. Phương pháp này á, vô cùng dễ học, vô cùng dễ học ha, và vô cùng dễ hiểu. Không cần, cái người đó không cần biết tam hợp, lục hợp, tương sinh, rồi chỉ cần biết ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc. Kể cả không biết cái đó luôn, vẫn có thể tìm ra được cái vận mệnh của mình trong tương lai. 2026, 27 là năm Bính Ngọ Đinh Mùi, đó là hai năm Thủy. Đây là một cái phương pháp á, nói chung nó vô cùng dễ hiểu. Dễ hiểu ha. Rồi 2028, 29 là năm Thổ, Mậu Thân Kỷ Dậu là năm Thổ. Chính ha.
Còn 30, 31 là năm kim. Năm kim là màu trắng. Rồi. Rồi, đây là hình thành một cái đồ thị. À, đồ thị này đối với người này á, là thủy mộc ở dưới, hỏa thổ ở trên. Bây giờ mình chỉ biết đồ thị này thì khi mình nói lại, mình nói các cái điểm này lại thì mình sẽ nó hình thành lên một cái đồ thị. Hình thành lên một cái đồ thị. À, và các bạn có thể làm tiếp 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 theo nữa. Vậy bây giờ làm sao mình biết được năm nào là mình xấu, năm nào mình tốt? Bây giờ dựa vô cái quá khứ này nè, đây là thời điểm này là thời điểm quá khứ nè. À, đây sẽ tô màu lên đậm cho mọi người dễ thấy ha. Quá khứ, cái này là tương lai nè. Thì mình nhìn vô đây mình sẽ thấy á, trong vòng 20 năm đầu á, thì nó có đến 4 năm hỏa, 4 năm kim, 4 năm thủy, mà tới 6 năm mộc luôn. Nên đây là 2 năm mộc nè, 4 năm mộc nè, 6 năm mộc. Nên là cái người này sẽ bị khắc nhiều. Mộc với hỏa nó chiếm cái tỷ lệ nhiều hơn là thổ với kim. À, năm thổ chỉ có 4 năm thổ. Rồi, vậy làm sao mình biết cái giờ đối với người này, giả sử như giờ mình phải xem lại cái quá khứ của mình. Vô những năm thủy đi. Chẳng hạn như vô năm năm 2004, 2005 này, mình tốt hay mình xấu? Nếu mà năm thủy mình tốt á, mình xấu á, thì mình ghi chữ xấu vô đây. Chẳng hạn như năm mộc là mình xấu hơn nữa, mình tệ á, thì mình ghi chữ tệ vô đây. Rồi năm thổ, thổ sinh ra kim, năm này mình hên đi, mình được đi ha. À, ví dụ rồi năm hỏa là mình tốt đi ha, thì mình sẽ sinh ra được ba những cái đường này, những cái đường chạy này ha, những cái đường mà chạy dọc này ha. Dựa trên điều này thì mình sẽ biết được quá khứ. Này là tùy theo mỗi người mà cái này nó là tốt, được, trung bình ha. Lúc nào mình cũng lấy cái trung bình là cái kim của mình hết. À, tùy bạn, có người thì trung bình không phải là kim, mà nó cũng có nguyên tắc để tìm ra cái điểm trung bình đó. Thì nhìn vô đây sẽ biết được quá khứ của người này. Những cái năm này nè là những năm mà nó trên cái đường này là những năm được nè. Như thấy 2 năm này là được. Những năm mà dưới đây là những năm xấu nè, xấu xấu nè, trung bình nè. Thấy không? Trong 6 năm này nè, cái đoạn này. Nhìn trên cái đồ thị này, mình có cái đường trung bình rồi. Thì cái nào trên trung bình là khá tốt, cái nào dưới là xấu. Tương tự như vậy, cái này ha, các bạn vẽ tiếp 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 ra thì sẽ thấy được cái lộ trình của cái vận đối với cái người sinh năm nay. Và mình có thể tô màu ha, chẳng hạn như giờ mình cho là mình thấy năm mà có hỏa có thổ là mình tốt. Thì nhìn vô đây hiện tại vậy thì người này mình sẽ thấy là trong năm 2 năm này là xấu nè, 20, 21 là ha là được, 22, 23 là trung bình nè, xong rồi 24, 25 là tốt nè, xong rồi xấu nè, xong rồi tốt nè, ha, xong rồi trung bình nè. Thì trong vòng 10 năm sắp tới á, thì cái canh thìn này là chỉ có 2 năm là xấu thôi, không có năm nào tệ hết. À, và nhìn vô cái vận 10 năm tương lai sắp tới, mình sẽ thấy không có cái năm nào là có mộc hết. Mộc là màu xanh mà, đâu có cái nào màu xanh lá ha. Nên là người này sẽ không có gặp năm nào là xấu hết, chỉ có từ trung bình khá tốt thôi. Rồi, đây là phương pháp đồ thị ha. Bắt đầu cái này là chỉ mới áp dụng cho một cái năm thôi. Vì bây giờ có thêm cái tháng vô nữa làm sao? Nếu mà chỉ áp dụng một cái năm á, thì tất cả những người nào có cái năm này đều có cái đồ thị giống vậy hết. Thì tính ra thì chỉ có 60 người thôi. Vậy khi mà bỏ vô cái tháng nữa thì nó sẽ như thế nào? Thì cái đồ thị này nó sẽ khác với cái người mà cái đồ thị chỉ có cái năm không. Thì từ từ các bạn sẽ thấy cái đường đồ thị nó sẽ mềm mại ra. Thì đây là phương pháp này rất là đơn giản,
Chỉ cần mình, còn trường hợp mình không biết về âm dương ngũ hành, không biết gì gì hết, mình chỉ cần lập được cái đồ thị, mình cứ coi đại vô, coi vô cái năm này quá khứ của mình đã từng trải qua. Giả sử như mình nói ở năm 37 tuổi tôi trốn nợ phá sản hay gì đó, rồi mình cứ cho nó là cái chữ xấu, thì mình coi nó thuộc cái ngũ hành nào, tương lai có gặp cái năm đó nữa không, có gặp cái ngũ hành tương tự không. Còn giả sử như ở năm 27 tuổi tôi trúng số, năm 27 tuổi là năm đó là năm năm hỏa đi, rồi vậy trong tương lai khi nào mình gặp năm đó nữa, ví dụ như năm này tốt nè, thì trong bao giờ mình sẽ gặp được cái dòng lập này nữa, thì mình căn cứ vô cái quyển lục thập hoa giáp mình sẽ biết được. Rồi cảm ơn mọi người, nếu mà thấy hay thì xin mọi người hãy chia sẻ trang lục trụ mệnh lý. Đây là một phương pháp ứng dụng công nghệ rất là nhiều, rất là nhiều ha. Tại vì để mà lập được đồ thị á, là nguyên tắc của đồ thị á, là phải dựa trên số liệu, số liệu ha. Cái này là mình đang chuyển một cái phương pháp á, là bằng 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 chữ mà chuyển thành số liệu, thì vì số liệu thì mình mới mới dùng công nghệ mới tính toán được thì nó mới chính xác. Còn câu chữ á, chữ á, là nó không có định lượng được, nên nó phụ thuộc vô cảm tính rất nhiều. Cảm ơn mọi người.